Vườn Anh Hải ở xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã áp dụng phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí vào năm 2020. Sản lượng và độ cao hơn so với cạo truyền thống, về mặt kỹ thuật thì đã thực hiện được 70% yêu cầu của công ty đưa ra. Phương pháp khai thác mủ này quan trọng nhất là công đoạn khoan và bơm khí, chỉ cần học và thực hành chuẩn hai khâu này là được. Vườn của anh Hải theo dự kiến sản lượng sẽ tăng thêm 20% so với năm trước. Vì năm nay cây phát triển tốt hơn, vành cây to hơn, lá to và dày hơn, các tuyến mủ đã được phục hồi dần. Anh làm khí được năm nay sang năm thứ hai rồi, anh cảm nhận như thế nào? Tóm lại là năm nay thì nó cũng như mọi năm thôi, cây nó cũng xanh, cũng tươi, cũng tốt và mủ nó cũng đều đều như vậy. Cũng đều như năm ngoái. Năm ngoái là cái vườn của mình, cái vườn này bao nhiêu cây anh nhỉ? Vườn này của mình có 250 cây. 250 là sản lượng được bao nhiêu? Như năm ngoái là cao nhất ấy. Năm ngoái thì mình chứ 50-60 kg thôi chứ còn lần khoan. Bước sang năm nay khoan được mấy mũi rồi anh? Mũi thứ ba là mũi đầu được bao nhiêu anh? Đầu được 30 kg. Mũi thứ hai? Này là mũi thứ ba đấy nhỉ. Anh thấy cái công việc mình làm so với cạo truyền thống là nó như thế nào? Nó khỏe hơn chứ, mình làm ban ngày không ạ? Mình làm mình tranh thủ được, ví dụ như khoảng tụi anh đây cũng là 500 cây thì anh cứ 4 giờ bắt đầu anh ra anh khoan, khoảng 6 giờ là về nghỉ ngủ, đắp chăn ngủ thôi. Không sợ mưa sợ gió gì. Rồi anh thấy khoan một năm rồi, anh thấy cái vùng da mà mình khoan ấy nó có tổn thương nhiều không anh? Nó cũng tổn thương thôi, nhưng mà nó cũng tổn thương ít thôi. Nhưng mà so với cạo mà nó phạm vào thì cũng như nhau thôi, chứ cái gì đâu. Quý vị và các bạn có nhu cầu tham quan vườn, hãy liên hệ với đại lý Vạn Năng của công ty Vườn Xanh Tốt, địa chỉ ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, số điện thoại 0368986353. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.